Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài thứ 3 liên quan đến phần build rank, đó là bài về thiết lập về bottom. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc hướng dẫn các bạn thiết lập cái tính chất bottom trong build rank là như thế nào. Trong các bài học trước thì mình đã giới thiệu cho bạn về build rank và các cái thiết lập về cut plane và các thiết lập về view deep rồi, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học đến cái thiết lập thứ 3. Đây, bottom đây. Thì như các bạn còn nhớ thì cái cut plane là nó sẽ quy định mặt bằng cắt, còn cái bottom như chúng ta hiểu nó sẽ quy định giới hạn nhìn phía dưới, cái khoảng nhìn phía dưới và các đối tượng trong khoảng nhìn đấy thể hiện như thế nào. Dạ. Đây các bạn thấy này, hiện tại thì cái view của chúng ta đang được thể hiện cái view deep âm xuống 2m2 tương đương với âm xuống tận đây này. Bạn thấy nhá. Tức là chúng ta nhìn thấy hộp này. Và bạn thấy là tất cả những cái đối tượng nằm trong cái vùng view deep đã được thiết lập thành nét màu hồng như này bằng nét bezel, các bạn còn nhớ không? Thế bây giờ như các bạn biết là cái vùng view deep này nó lại nằm bên trong cái vùng của cái bottom, từ cut plane đến bottom này nó lại nằm bên trong của cái vùng view deep. Thế nên nó có tính chất gì? Đây các bạn thấy nhá. Giả sử đây là nó đang là cốt 0,0 chẳng hạn, thì giả sử mình cho nó thấp xuống một chút thì bạn sẽ thấy điều gì xảy ra. Tập trung vào nhìn view này này, bạn thấy này, mình giả sử mình cho âm là 1500, tức là nó sẽ di chuyển phía dưới cái hộp này. Đấy, cái hộp này 1400 nó nằm đâu đây. Chưa? Apply xem nhá, các bạn nhìn để ý này, apply. Đấy. Các bạn thấy chưa? Mình cho nó lại bằng 0 các bạn để ý nhá. 0 là nét màu hồng này. Xung quanh rất là nhiều nơi. Nhưng khi mình cho nó về âm 1500. Apply. Đấy, thì bạn đã thấy nó thay đổi về nét chưa? Đó các bạn thấy đây, hai cái hộp này đã thay đổi về nét. Mình sẽ giải thích các bạn như sau. Cái bottom ấy nó sẽ giúp các bạn quản lý cái việc hiển thị của các đối tượng trong cái vùng từ cut plane đến cái đường bottom của nó. Giả sử cái đường bottom của mình nãy nó di chuyển xuống tận dưới này, thì các bạn đã thấy đó là những cái đối tượng nào nằm trong vùng nó, bao gồm những cái đối tượng như cái này, hay là cái cửa này, hay là những cái đối tượng mà trong vùng này. Này các bạn thấy này, đây cái hộp này chẳng hạn, hay cái cửa, hay là các đối tượng khác nhau nữa mà nằm trong cái vùng này, thì nó sẽ quy định một cái kiểu hiển thị. Và các bạn nghe thấy lập tức là ngay khi chúng ta thay đổi cái độ sâu của bottom thì cái việc hiển thị nó là không còn follow theo, không còn theo cái view deep nữa, và chúng ta có thể thiết lập được hiển thị của cái anh đối tượng trong cái bottom này. Và để thiết lập hiển thị của đối tượng trong bottom này thì các bạn có thể vào rất nhiều nơi, các bạn có thể vào Object Style và các bạn vào trong Category chẳng hạn. Ở đây thì các bạn còn nhớ là cái đối tượng này của mình nó có thuộc tính là Casework, được chưa? Mình vào Object Style và trong cái thiết lập của cái đối tượng trong vùng bottom nó sẽ được quy định trong mục Projection này các bạn nhá. Để sử Casework này, mình cho nó là màu đỏ, ví dụ màu xanh dương đi. Đấy, và thiết lập độ dày cho nó giả sử là 5 đi chẳng hạn. Mình apply. Đấy, các bạn thấy này, những cái đối tượng nào nằm trong vùng bottom đã được hiển thị, thấy không ạ? Đấy. Hay lưu ý là tất cả những đối tượng nào được thiết lập thì mới chuyển màu nhé. Các bạn thấy này, cây suốt chúng ta mới chuyển màu. Nhưng mà các bạn thấy ở đây màu hồng, ở đây màu xanh, bởi vì đây là hai view khác nhau, đúng không ạ? Rồi, giả sử mình sẽ thiết lập cho nó, ví dụ các bạn nếu các bạn muốn không muốn đổi hàng loạt, ví dụ mình Ctrl Z này, Ctrl Z cho nó. Giờ, bây giờ mình đổi này, Object Style mình cho nó về như cũ đi. Object Style đây rồi. Mình vào Object Style. Đây, ok, mình sẽ thay đổi lại một chút nào. Mình vào view range. Đấy, mình chỉnh cho nó này về âm 1500. Đấy, để thay đổi đấy nhá, like. Rồi nhá. Bây giờ giả sử mình muốn thiết lập không phải ba object style nữa, bởi vì như các bạn còn nhớ là object style nó sẽ quy định cho cả đối tượng khắp mọi nơi, đúng không ạ? Và nó còn đồng nhất với nét cắt và nét thường, nó thấy. Thế giả sử nếu trong trường hợp này thì các bạn hoàn toàn
có thể thiết lập bằng cái lệnh VG. Ví dụ các bạn chỉ muốn áp dụng cho mỗi cái view này để thấy những cái đối tượng nằm trong vùng bottom thì bạn có thể VG. Đấy, và cây thuốc chúng ta ở đây. Và các bạn sẽ làm với mục projection. Lưu ý những đối tượng trong vùng bottom thì nó sẽ làm việc với mục projection các bạn nhé, không phải cắt vì nó không cắt qua. Bây giờ mình cho nó này màu đỏ nét liền và độ đậm nạt thì cái này không quan trọng lắm. Đây, lại đây, các bạn thấy chưa, nó được thiết lập. Cái này nó vẫn giữ nguyên nhé, nhưng ở đây nó được thay đổi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái công cụ bottom này nó cho phép các bạn thiết lập cái hiển thị của đối tượng trong vùng từ mặt phẳng cắt cho đến phía dưới đó. Cái này nó cũng dành cho một vài cái trường hợp khi chúng ta có những cái đối tượng nó nằm phía dưới và chúng ta muốn thể hiện nó. Đôi khi các bạn thấy trong các thiết lập mặc định của nó ấy, thì cái bottom này thường nó là ở thiết lập với 0,0, thường nó sẽ là 0,0. Bạn thấy này, giả sử mình cho một cái mặt bằng mới. Đây các bạn thấy này, mình vào các mặt bằng này thường nó là 0. Đấy, do vậy các bạn chỉ thấy được các đối tượng nằm ngang cái level đấy thôi. Giả sử các bạn ở tầng 2 chỉ thấy được tối đa là những đối tượng nằm ngang này. Giả sử các bạn muốn, đôi khi chúng ta đang ở tầng 2 nhưng chúng ta muốn nhìn thấy các đối tượng tầng 1 chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể lập bằng cách hạ cái đường bottom này xuống, được chưa? Thì đây là một cái cách giúp các bạn thể hiện các bản vẽ kỹ thuật. Và thông thường khi chúng ta thể hiện cái đấy thì thường chúng ta sẽ sử dụng edit để chúng ta làm sao để người ta không hiểu nhầm rằng đấy là đối tượng thuộc cái level đấy, được chưa? Thì đây cũng là một cái thiết lập quan trọng để cho các bạn có thể hiển thị được đối tượng trong việc dựng hình, phục vụ việc dựng hình. Bởi vì thông thường thì nhiều bạn sẽ sử dụng công cụ underlay, nhưng underlay thì nó sẽ hơi hạn chế một chút để hiển thị các đối tượng ở các tầng khác nhau. Ví dụ mình ở tầng 2 mà muốn nhìn thấy mặt bằng tầng 1 thì các bạn sẽ thiết lập underlay, đúng không ạ? Underlay. Nhưng ở đây cái cách sử dụng cái thiết lập về bottom này nó cho bạn linh động hơn rất là nhiều. Và trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật, đôi khi chúng ta như mình nói, chúng ta không có trong view nhưng chúng ta muốn nhìn thấy, thì đây là cách dành cho các bạn. Như vậy thì trong bài học hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn thiết lập về cái view rank bottom. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.